liên tiếp bắt giữ các đối tượng cá độ bóng đá và mua bán, tàng trữ ma túy. Ngày 23 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Hiếu Quý, 1993, Nguyễn Văn Lập, 1991, Trần Văn Tuân, 1970, cùng trú tại thành phố Gia Nghĩa và Nguyễn Văn Ngọc, 1997, trú huyện Đắk Nông, để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 10 đến 2022, sau khi lên mạng Internet đăng nhập vào các trang cá độ bóng đá, Quý mở quán cà phê tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, đồng thời thuê Nguyễn Văn Lập làm nhân viên quản lý và đứng ra nhận kèo cá độ bóng đá. Sau đó Quý tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền, trong đó có Ngọc và Tuân. Bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên và thu giữ một số tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc. Tiếp đó, ngày 22 tháng 12, Công an thành phố Gia Nghĩa bắt quả tang Nguyễn Hữu Vượng, 1977, trú tại thành phố Gia Nghĩa, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ một túi nỉ lông, bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng metafetamin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vượng, lực lượng công an thu giữ 3 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng hơi PCP, 1 hộp đạn chì, 4 hộp thuốc súng. Chiều cùng ngày, Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Hồ Sơn, 1994, trú huyện Đắk Long, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một gói, bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng metafetamin.